Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay một ngày mưa gió thì bất ngờ Quang Phạm đến thăm chỗ ở của chú Phanh U60 nha. Thì hồi nãy Quang có đi từ thiện ở Đông Hiệp của Cờ Đỏ ở thành phố Cần Thơ để giúp đỡ cho chú bị mất mà gia đình không có tiền để mà lo mai táng đó. Hồi nãy Quang cũng có quay lên chia sẻ cho quý cô chú anh chị bạn cùng xem. Thì trên đường về đó thì mưa quá nè. Đó thì Quang có ghé vô nhà của chú Phanh để mà thăm chú Phanh. Thì hôm nay Quang đến thì cũng vô tình là gặp được chú Phanh ở nhà nha. Đó, thì thấy không quý cô chú anh chị? Đây là phía trước căn nhà của chú Phanh. Căn nhà mà chú Phanh từng ở dưới Hiền U30 đó. Thì lúc trước thật sự là rất là vui, mà bây giờ thì chú Phanh đã ở một mình rồi thì rất là buồn quý cô chú anh chị. Thì phía trước căn nhà của chú Phanh đó, thì vẫn như khi xưa là của cô Sáu, vẫn có trồng những cái trồng những cái quế nè quý cô chú anh chị. Quế này là nghe cô Sáu nói là trồng chỉ có mười mấy ngàn một ký thôi à. Đó, thì cũng rất là cực khổ. Thì trời mưa thật sự là rất là lớn luôn. Thấy không quý cô chú anh chị? Thì lúc trước ở đây là có những cái hàng chuối rất là ôm tùm, mà bây giờ thì chú Sáu đã chặt hết rồi, còn lại những cái cây chuối đơn lẻ thôi. Có buồn á, mình mới để lại, khi nào mà thu hoạch xong là mình sẽ đốt luôn á. Nếu mà quý cô chú anh chị mà sống ở đây thật sự là rất là buồn luôn, nếu mà cái trời mưa gió như thế này nè, thấy không đó, thấy đẹp không? Quan đến này thật sự là cái chỗ ở của chú Anh á thì nó đã dần mục theo thời gian đó nha quý cô chú anh chị. Thì rất là tội cho chú, nhiều người cũng ác mờ phát miệng là nói chú Phanh là lợi dụng bé Hiền. Nhưng mà thật chất hồi xưa chú Phanh với bé Hiền là gặp nhau là giống như là mỗi người đi lang thang thì gặp nhau đến với nhau thôi. Chứ chú Phanh đâu có biết về mạng xã hội như thế nào đâu mà nhiều người nói là chú Phanh lợi dụng bé Hiền để mà lấy tiền. Thật sự là không có. Quang là người chứng kiến sự thật, Quang thấy Quang nói thôi. Nhiều người đã suy nghĩ xấu về chú Phanh. Quý cô chú anh chị thấy là cái nơi ở của chú Phanh không? Có mưa gió. Thì chú Phanh nó sống là rửa chén ăn uống là ở dưới cái mương đó đó. Thì chú Phanh có xách được một số nước về đây nè để mà rửa chén. Thì Quang quay sơ cái ngôi trường là cái phía trước, cái chỗ mưa gió cho quý cô chú anh chị xem là biết là mình sống ở cái nơi là gọi là cái ngôi trường cũ nát như thế này á, là ban đêm nó sẽ như thế nào và ban ngày mùa mưa á thì nó sẽ lạnh lẽo như thế nào nha. Thấy không quý cô chú anh chị? Đây là cái đường vô đó. Thì hôm nay Quang đến đó, thì vô tình cũng gặp được chú Phanh ở nhà nha. Thì chú Phanh cũng thấy thật sự là rất là buồn. Thì chú Phanh là người cũng là khuyết tật, chỉ có một tay thôi. Quý cô chú anh chị cũng nên là quan hỷ, đừng có nói nặng nói nhẹ chú nha. Thì nhiều người nói là lợi dụng mấy Hiền này nọ đâu, thật sự là chú cũng chưa bao giờ nói nặng nhẹ ai. Ai chửi chú thì chú cũng mặc kệ thôi, chú cũng có biết gì đâu mà chửi lại, đúng không? Mà chú cũng rất là hiền. Con cái là lúc trước á, chú có cái nhậu, thì bé Hiền nhậu thì chú mới nhậu thôi, rồi sau này á thì không thấy chú nhậu nữa, chú ở nhà cũng có một mình à, thì cũng rất là tội nghiệp. Thì Quang sẽ đến, Quang quay chú cho quý cô chú anh chị xem nha. Đây là quay phía trước căn nhà cho quý cô chú anh chị xem thôi. Hãy cô gái cùng thôn sao dội giá đi lấy chồng, bỏ lại vườn cao còn non trái, bỏ lại mây lúng chào chưa được khai môn, vườn em nhận qua làm thái, em lấy chồng theo lệnh của mẹ cha. Mình anh khi ngẩn ngơ buồn bã.
thân đến cùng em để ngất mà mặt chia mừng. Tôi nghe giường cao em bỏ mấy nương chào, có bài trắng chào cao ba đồng một mơ hồi những ngày còn không. Bây giờ em vẫn có chồng nhớ chim vào lòng như cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gợt, chim vào lòng biết thế nào ra. À, hết bạn đang ở huyện Cờ Đỏ, chị Long Quỳnh ơi. Hồi sáng thì quay chú mắc mưa chạy ghé nhà chú Phanh nè. Chú hát bài Tân Cổ nè đi chú Anh. Tân Cổ hả? Dạ. Tân Cổ để coi hát bằng gì. Tân Cổ đi ha. Tân Cổ, Tân Cổ. Tân Cổ hát bản chuyện tình tao nhà điệp. Chào Lý nha. Chào Cà Lý. Chào anh Hòn á. Chào anh Tấn. Cô chú anh chị em cho Hồ Tiến Tiêu lên một like để chia sẻ đi à. Rồi chú vẽ cô chú anh chị dạ. Rồi chú Phanh nãy chú Phanh ơi. Ca cổ hả? À đúng rồi, một bài ca cổ đi. Giờ hát bản gì chú à. Nói nghe, nghe lại ví dụ như giới thiệu được. Giới thiệu. Dạ. Tôi sẽ hát bản chuyện tình Lan Chờ Đẹp để gửi tặng đến khán giả anh dạ. Anh em bà con cô bác anh chị chuyện tình Lan Chờ Đẹp. Rồi vô. Đẹp bay man lên trong thành đô nhà xe qua gật gật. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ trong quê xưa em dò gió. Dùm từ lâu nay cho anh làm lộ phí đường xa, mai mốt đây khi danh phận gỡ gàng xin chớ phu phàng tình xưa duyên cũ. Giờ vô bản cái đó. Làng ơi dẫu mai đây trên đường đời xa xuôi diêu dài, thân ở thành đô nhưng lòng gửi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng nói giả nghi ngờ, dù đèn đô thị ngón xanh ngón đỏ anh vẫn chọn lòng thương nhớ mảnh trăng quê, nhớ dòng sông bên lở bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa khách, nhớ người yêu chúc ấm cho anh ăn học, nguyện chọn một đời không giống phụ đối tha. Bạn gục đó chuyện tình đang đẹp à, chép đó bảo là chú Phan cũng luyện luyện hoài ha để mình quên luyện luyện để quên ha à. Chú Phan cái đó là bạn gục của chú Phan đúng không? Bạn gục đó bảo này là chú đi ca khắp nơi rồi đó, khán giả là chấm 10 điểm dạ. À, nói phải chính xác rồi chuyến xe Tây Ninh đi chú Phan ơi, xe Tây Ninh hả? À, chuyến xe Tây Ninh đi à, xe Tây Ninh cũng được dạ. Rồi sao sao cái bài hát Lan Và Đẹp
bạn ruột của chú Phanh. Rồi. Thì giờ mời quý cô chú anh chị sẽ nghe cái bài Chiến xe Tây Ninh. Chiến xe Tây Ninh. Để uống nước. Rồi. Nước đó, nước đâu? Nước lấy nước mà cho chú. Có, nước đó kìa, nước đó kìa, nước đó kìa. Sẵn rồi chứ, lấy giùm đi, tôi lấy. Lấy nước cho chú luôn. Chào Miu 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 nha. Lâu quá mà chú. Cũng đi giữ nhiệt độ khắp nơi đó. À. Rồi ca cái người ta thích yêu cầu tối ngày cái bằng mai vợ luôn. Bằng mai vợ luôn hả? Mai vợ thì cái đẹp lắm nhưng mà cái giò sủi. Người ta tắm rửa ẩm bồng tối ngày sướng sức mình. Tại mình muốn gì đâu mà có vợ. Khi vợ yếu mình phải tắm bồng, ủa mình phải bồng lên mới được. Bồng vô giường hay gì thấy đồ. Bởi vì cái đó cái ngặt, không phải mình muốn gì đâu. Dạ. anh chị em tới bằng mai. Mà chưa có được vợ. Tại những việc người ta khó lắm. Quan trọng mà. Nói chung là cuộc sống của chú Phanh là lên đên hết chú Phanh. Nó lên đên. Lên gì đó mà. Điều chú Phanh cũng như quen rồi. Chú Phanh lỡ lên lưng cọp rồi lên luôn. Dạ. Nào có đi nơi khác thì chú Phanh cũng mừng mướn à. Mừng mướn giờ ai mướn cũng mừng. Dạ. Ông mướn cũng mừng. Và đàn bà mướn cũng mừng. Nếu có đó mình trong gạo nha. Mướn cũng mừng. Ăn tiền rẻ rồi giữ con rồi cho cô chị luôn. Khỏi phải tốn tiền ăn tiền bạc thì. Giữ con là giữ cháu thì cho ly nước đá uống được rồi. Rồi bắt đầu chú Phanh mà vô sang xong chưa? Rồi đó. Chú Phanh là sẽ hát một bài Chiến xe Tây Ninh. Chiến xe Tây Ninh. Lúc nãy chú Phanh hát cái bài Lan Già Điệp. Chuyện tình Lan Già Điệp. Bài ruột luôn. Bài tủ, bài ruột của chú anh chị. Mời quý cô chú anh chị lắng nghe giọng hát vàng của chú U60. Chiến xe Tây Ninh. Tiếng vang vọng trên mạng. Chiến xe Tây Ninh. Nói chung là không dài á, là mình quay những cái gọi là buồn thôi mà. Thôi bây giờ mình quay cái vui vẻ đi nha. Giao lưu với chú để vui vẻ. Để cho quý cô chú chỉ đổi gió. Đổi cái chương trình cho nó vui vẻ hơn. Khi đời cũng có cái buồn cũng có vui. Chào chị xã hội Chi Lâm nha. Đâu ai trộn dẹp đâu. Dạ. Chú ba đây cũng mừng kim trì lắm. Nếu mà mừng rồi là ai nói chuyện anh em nói chuyện thì được, mà đương mừng mà ai lại nói chuyện hình như mình không có muốn. Phải mừng cái tối trong rồi. Mừng là rất là kiên trì. Dẫn mưa gió gì cũng không có là quản ngại. Bây cái chuyện mà mướn chú Phan thì người ta chịu rồi. Ta không có chơi bay không có rồi. Hồi xưa nói gì chứ giờ không chơi bay. Rồi chú Phan hát bài Chiến xe Tây Ninh. Rồi vô xa thiếu được nha, không có gì vô cổ. Xe Tây Ninh sáng nay chuyển bấm cho những niềm vui thân hạ đón xuân về to quá. Trong tay tôi bơ ngã về chiến xe lao nhanh trên đường chơi gạo mà mỗi người trong gương mặt đã lạ qua. Cô gái ngồi bên khách đường xa mới lên tiếng làm quen qua nụ cười hiền. Chiến xe này về đây đắm ngày xuân mà đường thành phố Tây Ninh tôi vừa đi một bữa. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi nhường ơi, bạn vừa nhường lời bán chào một vùng nhà thấp lúa cao qua cầu sông nhỏ nông nao đôi bờ. Anh lên gian thân còn tôi đi thì xa, bạn cùng vui anh cái chiên nhà. Anh vừa nhận được thơ người bạn gửi về, tới thăm anh giữa ngày nghĩa dù chỉ có đôi dưa hồng và tấm lòng thơm. Việc nhà sao trước trao em
dòng kinh sâu, bóng ngày nắng lửa thất trăng xưa, chắc chiêu gầy dưng cho đẹp vào quê hương. Hay quá chú Hoàng ơi. Hay quá chú Hoàng ơi.